Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Vương Hạnh TV nha. Thưa quý vị và các bạn thân mến, thì tiếp tục ngày hôm nay, Vương Hạnh TV xin được cập nhật đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất, nóng nhất liên quan tới cái vụ việc của gia đình cháu Đạt hiện tại. Như mọi người cũng đã biết, trong thời gian vừa qua thì bà nội của cháu Đạt thì cũng đã được bác ruột của cháu Đạt lên thay, và bà nội hiện tại đã trở về quê nhà để nghỉ dưỡng một vài ngày, sau đó lại tiếp tục lên để chăm sóc cho cháu Đạt. Cho mọi người thì quý vị cũng đã biết là ngày hôm nay một cái thông tin rất là nóng khi mà bác của cháu Đạt là bác Dũng đã bỏ về. Thì theo cái nguồn tin này thì mẹ cháu Đạt cũng đã lên trên mạng để đính chính về cái vụ việc này. Thì trong cái nội bộ của gia đình cháu Đạt thì mình cũng không biết, đó mình cũng không biết là cái lý do tại sao mà đó mà bác Dũng lại bỏ về. Thì thưa quý vị và các bạn, thì có những cái điều gì khúc mắc, hay là có những cái khúc mắc gì liên quan tới cái vụ việc này, và mình cũng rất là mong các quý vị và các bạn chúng ta hãy nhìn rõ sự việc để mà chúng ta hãy cùng nhau lên tiếng để đánh giá cũng như tham khảo ý kiến. Trong khi đó thì bác Dũng của cháu Đạt không biết là có hiềm khích hay xích mích như thế nào mình không hiểu rõ, nhưng đó, nhưng các quý vị phải hiểu là do bác Dũng với lại chị Lan không biết là có hiềm khích gì. Sau đó thì bác Dũng bảo là ra ngoài để rửa tay, thì ra ngoài rửa tay sau đó thì bác Dũng cũng đã về nhà luôn, không quay lại nữa. Sau đây thì mình cũng không để các quý vị phải chờ lâu, mình xin được kính mời toàn thể các quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi ngay sau đây những cái lời chia sẻ của mẹ cháu Đạt, tức là chị Lan, đã lên trên mạng để đính chính lại những cái điều mà chị ấy đang muốn nói với mọi người. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng lắng nghe ngay sau đây. Và tôi tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, nơi cháu Nguyễn Hoàng Đạt đang nằm điều trị ở đó, và tôi có một việc như sau muốn xác nhận. Hôm nay bác Dũng lên, bác Dũng là bác ruột của cháu lên để thì và tới quán cơm thì bác đi rửa tay, thì tôi nghĩ là sau sau đấy bác sẽ ra ăn cơm. Và tôi có mời bác là tôi có gọi bác Dũng, người bác Dũng bác không ăn cơm mà, nhưng bác lại không hề thấy. Thì trong lúc tôi ăn cơm hôm nay cũng có luật sư Thơm lên thăm cháu Đạt, thì tôi cũng với luật sư đang ngồi ăn cơm, thì tôi có gọi 2 lần bác Dũng ăn cơm nhưng bác đều không trả lời gì. Thì tôi cũng không biết lý do làm sao bác Dũng đi ra ngoài. Sau khi bác Dũng đi ra ngoài thì tôi có mượn điện thoại của luật sư Thơm gọi điện cho bác Dũng, bác ơi bác về ăn cơm, thì bác là không cần đâu. Sau khi bác Dũng đi, tôi cũng không biết bác đi đâu và bác đi về hay bác làm gì tôi đều không biết. Nhưng tôi nhận được rất nhiều nguồn tin là tôi là người đuổi bác Dũng không cho vào trong cháu Đạt. Trước khi bác Dũng về, trong 4 ngày bác Dũng chăm cháu Đạt, tôi tha thiết mời bảo bác Dũng là cố gắng xếp sắp công việc, bác ở nhà để lên chăm cháu Đạt vì không có người chăm cháu Đạt. Chứ không phải là tôi đuổi bác Dũng như lời bác Dũng nói là bác khóc bác về bác không được chăm cháu Đạt, hoàn toàn là sai sự thật, vì bằng chứng có cả bác Thơm ngồi đấy chứng kiến, không phải riêng một mình cá nhân tôi. Đấy, những điều tôi nói là rất đúng và hoàn toàn không nói sai, nếu nói sai tôi chịu trước pháp luật. Vâng, thưa quý vị, quý vị cũng đã nghe những cái lời chia sẻ của chị Lan, cũng đã nói rằng là cũng mời bác Dũng nhưng sau đó bác bỏ đi rửa tay. Thì bác nói rằng là đi rửa tay, sau đó thì bác cũng đã về lúc nào không biết. Thì mình cũng không hiểu là cái lý do tại sao, nguyên nhân lý do gì khi mà cái câu chuyện nó lại tiếp tục nóng lên và tiếp tục sẽ nan giải hơn. Và mọi người hãy cố gắng chia sẻ cũng như bình luận nhiều vào cái video của mình để mà chúng ta hãy cùng nhau tham khảo ý kiến, cũng như để nói lên cái ý kiến của quý vị và các bạn. Bởi vì ngày hôm nay thì mình cũng đã cập nhật những thông tin vừa rồi là cháu Đạt đã có những tiến triển như vậy, nhưng ngay sau đó thì mình nhận được cái tin là như vậy thì mình cũng cảm thấy rất là buồn. Sau khi mà bác Dũng đã trở về, tức là sau bữa cơm đó mọi người, thì bác Dũng đã trở về và cũng không quay lại nữa. Thì nhưng chị Lan cũng đã có một cái người tình, thì tức là cái người tình này cũng thường xuyên đi lại với chị Lan trong cái khoảng thời gian mà chồng chị Lan mất đó mọi người, thì là cũng đã hai người cũng đã tóm lại là thương yêu nhau. Thì cái vụ việc xảy ra giữa cháu Đạt và gia đình của ba cha con kia thì quý vị biết rồi, tức là gì, cái anh mà người 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 tình của chị Lan này chính là có liên quan anh em tới ba cha con ở kia nhé mọi người. Thì tức là cái anh người tình của chị Lan này có liên quan, đó có liên quan tới gia đình ba cha con ở kia. Thế thì quý vị phải hiểu là
chúng ta cũng không thể biết được, chúng ta cũng không thể nắm bắt được những cái tình hình nó sẽ diễn ra như thế nào. Khi nếu như mà để cho cái người tình của chị Lan này mà chăm sóc cho cháu Đạt thì quý vị phải biết là chúng ta cũng không biết được chuyện gì nó sẽ xảy ra, đúng không ạ? Bởi vì là biết đâu được cái chuyện đó thì chúng ta không thể nắm chắc được. Bởi vì là nếu đã có dây dưa với anh em nhà nhà của ba cha con kia thì thật sự theo mình đánh giá là nó cũng có một phần là, tóm lại là theo mình đánh giá thôi, là sẽ không nên. Mình sẽ không biết người ta làm gì, nhưng mình đánh giá theo cái ý kiến của mình thì là sẽ không nên để cho người tình của chị Lan chăm sóc cho cháu Đạt nhé. Bởi vì là người tình của chị Lan chính là cái người anh em với ba cha con nhà kia. Thế thì mọi người phải hiểu là cái vụ việc này nó sẽ còn rất là nan giải, và cái nguy cơ của cháu Đạt thì nói thật với quý vị, hiện tại thì sức khỏe của con của cháu Đạt đang có cái tình trạng tiến triển rất tốt. Hôm nay thì cũng đã có những cái biểu hiện như cau mày này, và có những cái biểu hiện ho nhẹ nha quý vị. Thế thì cái tiến triển tốt quá như vậy rồi, và cái câu chuyện trưa nay lại xảy ra trong nội bộ giữa chị Lan và anh trai của bố của cháu Đạt ấy, tức là bác Dũng đó. Bác Dũng thì lên thay cho bà nội cách đây 2-3 hôm, và không hiểu tại sao lý do hôm nay lại xảy ra cái vụ việc như vậy. Như quý vị cũng đã biết là mình muốn nói ở đây, kể cả có một vài kênh truyền thông cũng đã nói là, tức là người tình của chị Lan này cũng có anh em với ba cha con nhà kia. Thế thì chúng ta cũng chưa biết được cái chuyện gì nó sẽ xảy ra. Bởi vì đây là mình, theo mình thì mình đánh giá thôi, tức là không nên để cho người tình mà chăm sóc trong khoảng thời gian này. Nói thật với quý vị là cháu Đạt đã đang tiến triển rất rất tốt rồi, chứ không phải là cái chuyện đơn giản. Thế cho nên là hiện tại thì trong nội bộ thì mình không hiểu là giữa chị Lan và bác Dũng xảy ra cái gì, hay là như thế nào, thì mình tiếp tục, mình vẫn đang cập nhật và đang tức là mình đang cập nhật những thông tin đó để mà muốn gửi gắm đến quý vị. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì thật sự quý vị là nó đã có những cái câu chuyện mà khiến cho chúng ta cảm thấy lo lắng cho cháu Đạt nhiều hơn. Bởi vì trong cái quá trình thời gian này thì cái anh bồ của chị Lan liên tục nói, tức là nói với một số người làm kênh truyền thông, tức là nói với Hoàng 6 TV đó mọi người. Tức là đợt trước thì Hoàng 6 TV có đến tận Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ sau khi được sự đồng ý của chị Lan, và Hoàng 6 liên tục điện cho chị Lan, và chị Lan cũng ra đón Hoàng 6 trở về để quay những cái hình ảnh của cháu Đạt để mà đăng tải những cái thông tin cho mọi người. Thì sau đó Hoàng 6 đến thì không hiểu lý do gì chị Lan lại không nói chuyện, cũng không tiếp xúc. Và sau đó thì anh bồ của chị Lan nói rằng là chính anh ấy là cha của cháu Đạt. Nhưng thưa quý vị, cha của cháu Đạt thì đã mất cách đây 3 năm rồi, chứ không phải là cái chuyện giấu được. Bởi vì cha của cháu đã qua đời cách đây 3 năm, thì hiện tại là cái người này chỉ là cái người tình của chị Lan thôi. Thế nhưng không hiểu tại sao ngày hôm nay trong nội bộ của gia đình chị Lan lại xảy ra cái vụ việc như vậy, và rất là khó nghĩ nha mọi người. Thật sự mình cũng chưa hiểu được câu chuyện như thế nào, nhưng mình cũng mong sao cho các quý vị và các bạn chúng ta hãy nắm rõ câu chuyện này. Các quý vị hãy bình luận thật nhiều vào video này để cho video này có thể nổi lên, để cho nhiều người biết đến, để cho mọi người có thể tham khảo ý kiến có nên để cho bồ của chị Lan trông cháu Đạt hay không. Bởi vì bồ của chị Lan lại là cái bạn người tình, tức là bồ của chị Lan, xin lỗi quý vị, bạn của chị Lan là anh em, có anh em với ba cha con nhà bên kia. Thế thì các quý vị phải hiểu rằng bây giờ chúng ta đó, bây giờ chúng ta thì cho ý kiến, chúng ta có thể bình luận để cho ý kiến có nên để cho trông cháu Đạt hay không. Thế thì hiện tại sức khỏe của cháu Đạt lúc này là đang trong thời gian cấp bách, mà đang trong thời gian thật sự là rất là vui, mà các bác sĩ đang cấp bách tiếp tục chạy chữa cho cháu liên tục để mong sao cho cháu có thể vượt qua được cái giai đoạn khó khăn này. Thế nhưng mà đến hiện trạng này thì thưa quý vị là trong nội bộ đã xảy ra những cái việc ngoài ý muốn như vậy. Thế thì chúng ta có nên, đó, chúng ta có nên, ý kiến của mọi người là có nên để cho người tình của chị Lan trông cháu Đạt hay không? Đó mới là cái điều quan trọng. Biết đâu nó xảy ra cái gì thì sao? Thì nó mang lại rất là nhiều cái phiền toái cho cháu Đạt. Và trong khi đó thì cháu Đạt hiện tại là mỗi ngày, mỗi một ngày sức khỏe tốt lên, mỗi một ngày sức khỏe là tuyệt vời hơn. Thế thì những cái việc mà cháu tỉnh lại là rất là nhanh. Thế thì trong nội bộ đã xảy ra như vậy, mà trong khi đó câu chuyện thì lại là người tình thì là anh em của ba cha con kia. Cho nên chúng ta hiện tại là cũng nên khuyên cho chị Lan hết sức là cẩn trọng trong vụ việc này đó mọi người.
Bởi vì là mình cũng rất là mong sao cho gia đình chị Lan sẽ có được những cái nó sẽ theo một cái chiều xuôi để mà sớm cho cháu Đạt trở về nhà để cháu được tiếp tục đi học. Thế nhưng hiện tại cháu đang tỉnh, cháu đang chuẩn bị tỉnh như vậy mà tại sao bây giờ lại xảy ra cái chuyện này? Cho nên chúng ta cần phải suy ngẫm, chúng ta cũng cần phải soi xét và cho vào bình luận vào đây để cho những cái ý kiến của các quý vị và các bạn, để cho tất cả chúng ta hãy tiếp tục ủng hộ cho cháu Đạt, và để mình Vượng Hạnh sẽ có những động lực mình tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất để cống hiến cho quý vị và các bạn nhé. Và mình cũng xin được cập nhật tới đây và tiếp tục mình sẽ cập nhật những cái thông tin lan tỏa cho mọi người tiếp theo. Và cảm ơn các quý vị và các bạn rất nhiều đã luôn theo dõi và ủng hộ cho Vượng Hạnh, để mình có những cái động lực nhất định mình sẽ cập nhật gửi đến các quý vị và các bạn. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.